Xin chào các bạn, mình đang ở Tân Vĩnh Hiệp của Bình Dương á các bạn. Gần chỗ cái cầu Tân Khánh kìa các bạn kìa. Đó, ngay chỗ đầu ngón tay mình chỉ là cầu Tân Khánh nè. Lúc nãy mình đi suối ở chỗ đó đó. Rồi và mình bây giờ mình đi ngang chỗ này thì có cửa hàng cá cảnh Anh Trang này. Thỉnh thoảng mình cũng hay ghé đây lắm. Chào chủ quán nha. Đây là anh chủ quán nè. Anh này vui tính lắm các bạn, mình hay ghé đây nhiều khi ngồi nói chuyện chơi với anh á. Nếu mà các bạn nào mà ở khu Tân Uyên á, Tân Vĩnh Hiệp á, ghé cửa hàng của anh đi. Đây nè. Cá cảnh Anh Trang nè. Anh cũng mới mở thời gian thôi, anh vui tính lắm. Nhiều khi mình không biết cái gì về cá, mình tới mình ngồi nói chuyện với anh cả buổi á. Anh thoải mái lắm. Mua cá không vậy dễ chịu lắm. Để mình vô mình giới thiệu cho các bạn một số cá nha. Cá ba đuôi này các bạn nè. Loại này loại lớn, loại này loại vừa, có loại lớn hơn nữa. Các bạn thấy không? Đây này, cá này cá kim sơn này các bạn này. Cá này thì phải nuôi hồ lớn lớn một xíu, nuôi chung với cá rồng với ngày nọ thôi. Đây, cá cánh buồm này, phát tài kìa các bạn, phát tài giống phát tài nhà mình đang nuôi á. Rồi cánh buồm hồng, cánh buồm hồng này, cái buồm nhộm này. Rồi bên này mình có cái gì giống cá hồng đào vậy ta? À phượng hoàng vàng chứ hả? Không, hình như con kia con phượng hoàng kìa. Con này nhìn giống hồng đào quá. Hồng đào đúng không? Hồng đào đấy bao nhiêu cặp anh? À hồng đào một con 5.000 hả? Con phượng hoàng. À, phượng hoàng thì 25. Rồi bạch điện hồng này các bạn ơi. Rồi khủng long phải không ta? Khủng long nè, ông tiên nè. Các bạn thấy không, cửa hàng của anh cũng nhiều cá lắm, là hán các loại nè. Đây các bạn nhìn nè. Rồi bên trong một con có bối hả? Này con ngân long đúng không? Bối đúng không? Bối nè. Mình cũng ước nuôi con này lắm mà chưa có điều kiện đây. Để đến nào xây nhà xong rồi chắc tậu một em này về mới được. Rồi bên này có đuôi đầu lân này các bạn này. Nhìn vậy chứ to lắm các bạn. To bằng cả bàn tay mình nè. Thấy không? Có đuôi đầu lân lớn lắm. Cái ba đuôi nó có một cái đặc điểm hay đó là đôi khi nó đổi màu đó các bạn. Có nhiều con là trong đời nó đổi màu một lần đó, từ màu đen đó, nó đổi sang màu đỏ. Mà cái loại mà đổi sang đỏ thì nó đỏ vừa chứ nó không có đỏ đỏ chót, nó đỏ cam cam á. Hồi xưa mình hay nuôi á, mình cứ lựa mấy con đó để cho nó đổi màu mà. Lầu kiến. Bên này lầu kiến luôn mà, lầu kiến nhạt màu. Này hồng két này các bạn nè. Hồng két này. Con này nuôi bao khỏe luôn. Mình cũng thích nuôi con này nữa. Con này nuôi khỏe lắm. Người ta xăm hình nó ở bên hông này các bạn nè. Xăm hình bông hoa hồng nè. Wow, cá dĩa này các bạn ơi. Cá này thì phải có nhiều thời gian chăm sóc một xíu. Không có, nó hơi khó chăm á. Hồng long này nè. Từ từ, từ từ. Cái này cá gì vậy anh? Cá dĩa thái hả? Nhìn con này nó... Con này nó ăn gì anh? Cái đó nó cũng ăn bột bình thường à? À ăn thức ăn bình thường à? Cái này bao nhiêu cặp? Cái đó con 30 ngàn, cặp 60 ngàn. Ờ cặp 60 ngàn à? Cũng rẻ nhở? Nhìn con này cũng hay hay. Ờ à, lên trên coi. Là hả ăn tiếp nè. Hello, xin chào. Con này hấu ăn không ta? Nó biết nhảy không? Có giờ anh thử giỡn nhảy anh chưa? Mình đang thử nè, mình đang thử nè. Con này chưa nhảy mà thôi, tốt nhất đừng cho nó nhảy. Xui xui nó búng ra ngoài nữa. Hồng long này các bạn nè. Hồng long triệu 8. Con này triệu 8 đó. Mình cũng thích nuôi mấy con này lắm này. Vô tiệm cá cảnh là con nào nhìn cũng thích nuôi hết. Rồi xem bên này có cái gì đây. Đây cá muốn hạt lựu này các bạn nè. Này cá muốn nè. Rồi, để lát nữa mình quay hết các loại cá xong rồi mình sẽ quay riêng một clip
kể cho các bạn, hôm bữa có bạn nào đó nói mình là làm thêm clip về mấy cá Bình Tích, cá chân châu với này nọ đó, thì lát nữa mình quay ha. Rồi cá này mình sẽ chỉ cho các bạn cách phân biệt con trống con mái nha. Con trống á, các bạn nhìn cái nó bơi nhanh quá. Cái vây ở dưới chỗ hậu môn á, cái vây vây dưới của nó đó. Con trống á thì cái vây nó rất là nhọn. Đây này. Khó quay quá. Con trống thì nó nhọn nè. Còn con mái á thì nó bầu bầu. Đây. Các bạn nhìn con mái nè, các bạn thấy cái vây chỗ hậu môn nó không, nó bầu bầu đó, thấy không? Đó là con mái. Rồi, cá của anh màu sắc khá là tươi nè. Ở bên này là bình tích đen đi kiếm này, với lại bình tích cam này. Ủa có trắng không mà đưa lên đây nhìn nó trắng gì ta. Ờ có trắng ở bên trong đó, bình tích trắng nữa. Rồi bên này là bình tích lớn hả? Bình tích lớn này các bạn nè. Rồi con này là cá nóc beo nè. À, cá nóc beo không anh? Nóc beo nè. Con này nếu mà trong hồ các bạn nuôi mà bị ốc á, nuôi hồ thủy sinh hoặc là bất cứ hồ gì mà các bạn bị mấy con ốc nhỏ nhỏ, các bạn mua con này về nó xử hết, ăn cả vỏ ốc luôn á. Nó con này chuyên diệt ốc mà. Rồi bên dưới cái gì đây? Cái hỏa tiễn này các bạn nè. Con này muốn nuôi thì hồ phải rộng, tại vì nó năng động lắm, nó rất là nhanh, hồ phải rộng xíu. Nuôi bơi thành đàn là nhìn đẹp lắm nè. Cái này mình nhớ tên tiếng Anh của nó, hình như nó gọi là cá mập gì á, quên rồi. Tại vì các bạn nhìn cái vây lưng ở bên trên của nó, thấy không? Nhưng mà tên Việt Nam thì quen gọi là cá hỏa tiễn thôi. Bên này là cá tai tượng nè các bạn nè. Tai tượng với phát tài thì chung một họ với nhau. Bên này tai tượng châu Phi. Không, bên này cái đá, bên này là con cá. Đây là cá mập. Cá mập này các bạn nè. Con này khó ăn lắm. Này cái gì cũng chưa ăn hết nè. Này muốn nuôi phải có hồ lớn xíu chứ, con này em nhớ hồ hồ lớn đúng không? Lắm á. Lớn lắm, con này lớn lắm. Cá tai tượng châu Phi này các bạn này. Bữa nay anh không lấy con tai tượng màu hồng cam về ha. Con tai tượng đen cam thôi. Ở bên dưới con này đang bị bệnh. Có bệnh để riêng. Chép đây. Chép này bán sao vậy anh? Này 20 ngàn con. 20 con nè. Nhìn từ trên xuống chắc đẹp. Đúng rồi. Cái chép là nhìn từ trên xuống nó đẹp hơn là nhìn bên hông. Cái chép thích hợp nuôi hồ xây á, mình thấy hồ xây nó đẹp hơn á. Bên này chép lớn nè. Bên chép đen đẹp ha đây các bạn ha. Đẹp lánh luôn. Rồi. Tăng 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 tăng. Hết một vòng rồi các bạn. Rồi các bạn, nếu mà các bạn ở gần khu này nhớ tới ủng hộ cho tiệm cá của anh nha. Mình quay lại cái cửa tiệm này. Nè, cá cảnh anh Trang nha các bạn. Đây. Rồi, số điện thoại hả? Đây, có số điện thoại luôn nha. Đây. Rồi, chào các bạn nha.